Nếu như chị cô chú đang tìm cho mình một căn nhà cách cái bãi tắm biển Nha Trang và trường học các cấp và bệnh viện chỉ có 2 km thôi, và với cái tầm tiền là 2 tỷ 050 triệu, thì hãy xem hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị một cái sản phẩm cách bãi tắm biển và tất cả các cái tiện ích xung quanh chỉ đâu đó là tầm 2 km thôi. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Và căn nhà này nó nằm tại phường Phước Long của thành phố Nha Trang, và nó cách cái trục đường Nguyễn Thị Định này chỉ có là đâu đó là tầm 150 mét thôi anh chị ơi. Đó. Và bây giờ không đỡ cô chú anh chị chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ review về cái căn nhà hôm nay với cái tầm tiền là 2 tỷ 050. Thì để cho cô chú anh chị xem thử là liệu có 2 tỷ 050 mình có mua căn nhà này để mình nghỉ dưỡng ở tại thành phố Nha Trang hay không nha. Và đây là cái con đường mà em đang đứng, đây là Nguyễn Thị Định nè. Đó, rất là rộng rãi, xung quanh thì khu dân cư này ở rất là đông đúc rồi. Và hầu như là dân cư ở đây đều là khách sĩ quan quân đội rồi không à cô chú anh chị à. Đó, bên đây là chúng ta sẽ đi ra cái con đường Lê Hồng Phong nha. Đường Lê Hồng Phong và đi vào trung tâm thành phố Nha Trang cũng được luôn. Và tuyến đường này là mình sẽ đi ra Mã Vong, vòng xoay đường Hoàng Diệu nè anh chị à. Đó, rất là đầy đủ tiện ích, và cũng như là mình sẽ đi cho con cái mình trường học và biển chỉ có là 2 km đổ lại thôi anh chị ơi. Đó, và bây giờ em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị về cái vị trí và sổ hồng ở đây cho cô chú anh chị xem trước nha. Dạ vâng, đây là cái vị trí của cái căn nhà này. Đây, đây là cái bản đồ map của thành phố Nha Trang nè anh chị. Đây là trung tâm của thành phố Nha Trang. Còn cái căn nhà mình nó nằm ở hướng nam nha. Đó, hướng nam, đây nè. Đó, đây là phường Phước Long của thành phố Nha Trang nha. Đó, thì cái nhà mình nó kết nối như cái những cái đường như đường Phụng Hưng nè, đường Đặng Dung nè. Đó, đây là cái đường Nguyễn Thị Định này. Và hồi nãy em đang đứng ngay đây, em review cho cô chú anh chị xem nè. Đó, ngay khách sạn này, đó. Đây nha. Rồi bây giờ em sẽ đo khoảng cách cho cô chú anh chị xem nha. Đây nè, đo khoảng cách nè. Ở dưới đây thì cũng không rành về vị trí nhiều. Thì đây là trường tiểu học Phước Long 1 nè anh chị. Đó, bên đây là đại chủng viện sao biển nè. Đó, bên đây có bệnh viện tâm trí nè. Bệnh viện tâm trí đây. Đó, đây trường học Võ Thị Sáu nè, làng nghề Trường Sơn nè. Đó, rất là nhiều tiện ích luôn. Và mình đi ra đây thì ở đây thì nó có trạm xăng nè, trạm xăng dầu ở đường Tô Giả Tượng nè. Đó, ở dưới đây thì chúng ta sẽ có bệnh viện Vinmec ở dưới đây. Nhưng bệnh viện Vinmec nó đâu ở dưới đây nè. Đây, bệnh viện Đa Khoa Vinmec nè, thì chỉ có 2,2 km thôi. Đó, nếu như mà anh chị muốn đi tắm biển Trần Phú này, bãi tắm thanh niên nè. Đây, bãi thanh niên nè, 1,2 km nha. Đó, 1,2 km thôi. Đó, còn đi về trung tâm của thành phố Nha Trang nè. Đây, đây quảng trường 24 nè. Đó, đây là tháp Trầm Hương. Mình đây là quảng trường 24, 2,1 km thôi. Rất là gần nha anh chị nha. Với cái tầm tiền thì 2 tỷ 050 thì em thấy cái giá này nó cũng khá là phù hợp để cho cô chú anh chị mua một căn nhà để định cư tại thành phố Nha Trang. Đó, để mình kết nối ra cái đường Lê Hồng Phong này, mất 500 mét thôi. Đó, nó rất là thuận tiện nha. Đó, thì đây là tổng quan về cái vị trí và cũng như là cái mặt đồ pháp lý cho cô chú anh chị dễ hình dung hơn rồi trước khi em review căn nhà này nha. Dạ rồi, thì em cũng đã review về pháp lý sổ hồng chuẩn chỉnh cho cô chú anh chị xem rồi. Đó, và từ vị trí này anh chị có thể là mình đi ô tô này, mình đậu trước rồi mình đi bộ về bên trong nhà thôi. Chỉ có là 2 con hẻm thôi nha. Đây là đường Nguyễn Thị Định nè. Đó, và mình sẽ đi vào bên trong cái con hẻm này. Và đường trước cái con hẻm của căn nhà của chúng ta thì nó sẽ là đường 2 ô tô né nhau nha anh chị nha. Đó, đây nè, đường hiện trạng là có một chiếc ô tô đang đậu bên hông nhà nè anh chị à. Thì ở đây mình có thể đi thêm một con ô tô cho nữa, nhưng mà nó hơi nhỏ, đường nó sẽ nhỏ hơn một xíu nha. Đó, trong đây thì khu dân cư là ở rất là đông đúc rồi anh chị à, rất là đông đúc rồi. Với cái tầm tiền là 2 tỷ 050 thôi mà để cô chú anh chị tìm cho mình một căn nhà gần biển, gần trường, gần chợ thì rất là khó tìm nha anh chị nha. Thì đây là một sự lựa chọn em thấy nó cũng khá là tốt, nên em sẵn tiện lúc 4 giờ chiều rồi, em sẵn tiện là đi quay cho cô chú anh chị xem thực tế về cái căn nhà hôm nay cho cô chú anh chị xem nha. Nếu như mà vợ chồng trẻ mới cưới hay là cô chú anh chị đang có một cái số tiền nho nhỏ để mình mua sinh sống tại thành phố Nha Trang thì đây là một sự lựa chọn khá là tốt luôn anh chị ạ. Nên cô chú anh chị hãy ở lại xem video liệu để mình khi mà có tiền 2 tỷ 050 mình có xứng đáng để mình mua căn nhà này không nha.
Và đây là xung quanh dân cư của chúng ta. Xung quanh đây thì em đi vào bên trong, đầu tiên thì thấy nhà cửa đây ở kín hết rồi. Và xung quanh đây thì rất là nhiều cô chú, rất là trồng cây rất là nhiều nha anh chị nha. Đó, đây nè, cách đường Nguyễn Thị Định đi đâu đó tầm 100-150 mét thôi. Đó, và đường này thì là đường cục nha anh chị nha, đường cục nha. Và mình sẽ đi vào một con hẻm nữa là sẽ đến căn nhà của mình, để hôm nay em sẽ review cho anh chị. Đó, tầm tiền là 2.050 tỷ thôi. Thì căn nhà này cũng em thấy là khá là tốt rồi anh chị ạ. Và trước khi đi xem vào căn nhà này thì em cũng đã kiểm tra về mật độ pháp lý quy hoạch ở đây, thì nó cũng thấy là nó rất là tốt và ổn định nha anh chị nha. Đó, và đây là cái con hẻm ở để mình đi vào bên trong cái căn nhà 2.050 tỷ này anh chị ạ. Đó, đường này thì nó ngang như thế này là 1 mét thôi nha, ngang 1 mét thôi. Và đi qua hai căn nhà của chúng ta sẽ đến một căn nhà cuối cùng là căn nhà của mình. Đó, đây. Dạ vâng, bây giờ em sẽ đi vào bên trong cái ngôi nhà của chúng ta hôm nay em review đây, với tầm tiền là 2.050 tỷ thôi nha anh chị nha. Thì nói chung là cái đường nó hơi nhỏ thôi nha, nhiều điểm hơi nhỏ, nhưng mà bên trong diện tích nó cũng khá là rất là rộng rãi nha anh chị nha. Đi vào bên trong đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian là khoảng sân phía trước, thì anh chủ nhà có thể để được nhà mình có thể để được hai chiếc xe máy nha anh chị nha, hai chiếc xe máy ngay đây đó, đây hai chiếc xe máy bên trong nhà đó. Và đây là cái không gian phòng khách đi vào bên trong nhà nè anh chị. Đó, đây là cái không gian phòng khách nè. Đó, và có những đứa nhỏ đang ngồi đây coi phim nè anh chị. Đó, bên trên thì anh chủ nhà có thiết kế một cái trần khá là cao nên không gian căn nhà của mình nó rất là mát mẻ nha anh chị nha. Đó, tivi nè, đó, rất là rộng rãi. Với căn nhà này thì em xin nói luôn là tầm 61.5 m² nha, với cái tầm tiền là 2.050 tỷ thôi. Đó là anh chị đã sở hữu ngay một căn nhà này như thế này rồi. Đó, hướng như thế này là hướng đông nam nha anh chị nha. Phía sau đây thì là không gian khu vực bếp này. Đó, chị chủ nhà đang dọn dẹp căn nhà của chúng ta để chiều nay có tổ chức một bữa ăn nhỏ nhỏ cho gia đình mình. Đó, và đây là cái đối diện khu vực bếp thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh. Ê, một cái phòng ngủ ở đây. Đó, một phòng ngủ này. Đó, phía sau đây thì chúng ta sẽ có nhà vệ sinh và phòng ngủ ở phía sau. Đây, để bật điện lên cho anh chị xem nha. Đây, phòng ngủ này hiện tại đang cho con cái mình ở. Đó, cũng đầy đủ, rất là rộng rãi luôn anh chị ơi. Hai em ở phòng này về học tập ở đây. Và đối diện bên đây là sẽ có một cái nhà vệ sinh nha anh chị nha. Đó, nhà vệ sinh nè. Và cái điều đặc biệt thì em thấy căn nhà này tuy là giá rất là rẻ, về nhà cũng còn khá là tốt nha anh chị, khá là mới luôn. Đó, mình vẫn còn sử dụng được nha anh chị nha. Đó, tường gạch rồi tường mới rồi xây rất chắc chắn luôn. Đây là không gian khu vực bếp này, tủ trên, kệ bếp dưới này, rất là đầy đủ cho anh chị cô chú dọn về ở ngay thôi. Đó, rồi. Và cái không gian toàn trên gác lửng này thì bây giờ em sẽ đi lên trên cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Đây, đi lên cầu thang này thì cầu thang gỗ nha. Đó, thì tầm một người đi được thôi. Thì ngay đây thì anh chị có thể là mình thiết kế cái không gian này làm phòng thờ cũng được, hoặc là phòng ngủ tùy ý anh chị nha. Đó, đây là gác lửng này. Và phía không gian khu vực này thì anh chủ nhà có thiết kế tận dụng luôn cái không gian này để bố trí, để sử dụng trong nhà của mình nha. Phía sau đây thì anh có trồng những cái cây xanh như thế này, trồng cây để ăn trái này. Đó, rất là rộng rãi và mát mẻ nha. Đó, bên đây thì chúng ta sẽ có một không gian ban công, ngồi đây mình uống cà phê, mình uống trà đá cũng được, để mình thấy cái phía trước xung quanh nhà của chúng ta. Đó, đây đường khá là nhỏ thôi. Đó, và đây là tổng chi tiết về cái căn nhà hôm nay của em gửi đến cho anh chị xem. Về cái tầm tiền là 2.050 tỷ thôi nha anh chị nha. Và 61.5 m² hướng đông nam. Đó, anh chị nghĩ sao về căn nhà này, nằm tại phường Phước Long của thành phố Nha Trang, cách đường Nguyễn Thị Định chỉ đâu đó tầm 100 m thôi. Và đi tắm biển mỗi ngày chỉ 5 phút đi xe máy thôi anh chị ạ. Đó, rồi thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây cho cô chú anh chị xem nha. Rồi, nếu như cô chú anh chị nào thấy video này bổ ích thì đừng quên tặng cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh nha. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp quý cô chú anh chị ở các video lần sau nha.